Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện kết minh hôn Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh Comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới và bình luận Rồi chúng ta cùng nhau đến tập 94 của ngày hôm nay Trường 1042 Lúc này tôi đang tức giận Nên đương nhiên sẽ không khách khí với bọn này Công việc với chúng tôi đã biết được điểm yếu của chúng Lại được sự trợ giúp đỡ của nhiều u quỷ như vậy sức chiến đấu của chúng tôi đã được cải thiện lên không ít. Sẽ không bao giờ phải chật vật và xấu hổ như lúc ban đầu mới bị bao vây nữa. Tôi hợp lực với Lao Phong, sư phó hợp lực với độc đạo trường. Trong nháy mắt, bốn người chúng tôi dường như tạo thành hai mắt trận, bắt đầu liên tục thu hoạch sinh mạng của đám bì thi. Số lượng bì thi càng ngày càng ít đi, lại sau một khoảng thời gian nữa, số lượng bì thi đã giảm mạnh xuống còn năm con nhưng mà bên phía của chúng tôi vẫn còn hơn ba mươi người nữa. tới còn năm con cuối cùng chúng tôi bắt đầu bao vây chúng nó lại. năm con bị thi kia vẫn gào thét ngao ngao, chúng lao về phía chúng tôi với dáng vẻ dũng mãnh và không chút sợ hãi. khuôn mặt chúng tràn đầy vẻ hung dữ, móng vuốt sắc nhọn không ngừng cào cấu, không ngừng chút giận trong lòng. tuy nhiên, cho dù chúng đó dũng mãnh không sợ chết nhưng cũng khó đối địch nổi vòng vây của hàng chục người chúng tôi. Kết quả khi gặp nhau, năm con bì thi này thậm chí còn không có cơ hội ra tay, đã bị loạn đao loạn kiếm chém chết, biến thành những lớp da người nhấp nháp. Đến lúc này, đám bì thi đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Hiện giờ chỉ còn sót lại 9 tên điều đạo, 5 tên đang đối đầu với Lý Húc, 3 tên đang đối đầu với Giả Hình. Trương Tử Đào đứng ở phía cuối cùng không hề ra tay, nhưng trong tay gã lại cầm một lá cờ hồn. Tôi đã từng nhìn thấy thứ này rồi, hẳn là nó có khả năng triệu hồi ma quỷ khá là lợi hại. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm đến điều đó. Tám thuộc hạ của gã đều rất khá, chúng tôi không thể đánh bại họ. Nhưng chân tử đào này, chúng tôi vẫn có sức để chiến đấu với gã một trận. Tôi tiến lên phía trước một bước, rồi nói với Trương Tử Đào đang đứng ở phía xa. Trương Tử Đào, người tiếp theo chính là mày. Nói xong, tôi đừng kiếm gỗ đào lên, chĩa thẳng vào Trương Tử Đào. Trương Tử Đào hừ lạnh một tiếng, chết tiệt. Nói xong, Trương Tử Đào đột nhiên run lá cờ hồn ở trong tay, miệng bắt đầu mà lầm bầm. Nhưng tôi vẫn không có dừng lại, lao thẳng về phía của Trương Tử Đào, Trước khi tôi kịp đến gần, Trương Tử Đào bỗng ném lá cờ hồn này ra. Lá cờ kia bay phấp lơ lửng cách gã một mét, phát ra ánh sáng màu đen lập lòe yêu dị. Hai tay của Trương Tử Đào không ngừng tạo ra những thủ ấn kỳ quái. Cuối cùng tôi chỉ nghe được gã gầm nhẹ một tiếng. Bí pháp giải trừ tiến, sắc! Nói xong, tay của Trương Tử Đào kết thành kiếm chỉ chỉ vào lá cờ hồn đang lơ lửng ở trước mặt tức khắc lá cờ kia run lên nhưng chính vì sự run rẩy này mà ở cuối con đường trong thị trấn vang lên một tiếng gầm xé nát bầu trời đêm truyền thẳng vào tai của mọi người âm thanh rất lớn giống như là tiếng còi của một chiếc xe tải lớn âm thanh kia không ngừng vang vọng khắp bốn phía rất có tính uy hiếp và cảnh cáo mọi người đều nghe được âm thanh này vô thức quay đầu nhìn Kết quả chúng tôi phát hiện trong ngôi nhà của lão La giờ đã tỏa ra thì khí ngập trời, từng luồng sương mù màu vàng nhạt không ngừng bay ra từ trong căn nhà, nháy mắt đã bao phủ cả căn nhà này. Không chỉ có như thế, ngay sau đó là một tiếng rầm lớn, một con quái vật hình người to lớn đột nhiên phá cửa lao ra, nó đâm thẳng vào cửa nhà rồi chạy ra như bay về phía chúng tôi. Thứ kia có hình người nhưng lại có một bộ móng vuốt vô cùng sắc bén, trong miệng thò ra những chiếc răng nanh vừa lớn vừa dài. Toàn thân nó ướt dầm dề, thân cao quá 2 mét, trông không khác một người khổng lồ là bao. Nhìn thấy thứ này, lòng tôi không khỏi lo lắng một chút. Đây cũng là một con bỉ thi, nhưng nhìn thi khí và sát khí tỏa ra từ người của nó, hẳn là mạnh hơn với những con bỉ thi bình thường rất nhiều. Đôi mắt của độc đạo trưởng chớp động. Này, 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 này lại là, là một con bì thi vương. Tim của tôi run lên. Thi vương xuất hiện rồi, tiếp theo nhất định sẽ có một trận chiến đấu đẫm máu đây. Nhìn bì thi vương đang lao như điên về phía của mình, tôi lại nhìn thoáng qua chân tử đào, nghiến răng nghiến lợi nói. Gã đang khống chế thi vương, phải giết chân tử đào trước. Nói xong, tôi lại lần nữa lao đến chỗ của Trương Tử Đào. Mà Trương Tử Đào lại nắm chặt lấy cờ hồn, không ngừng vất cờ. U quỷ phe chúng tôi cũng xông lên tiếp đón con bị thi vương này. Tuy nhiên, con bị thi vương mạnh đến dị thường, cho dù là tốc độ, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và những phương diện khác đều được nâng cấp hơn những con bỉ thi bình thường. Sau khi giáp mặt, có một u quỷ đã bị con bì thi vương kia đánh trúng đã hồn phi phách tán đi một u quỷ khác cũng đã tiến lại gần bì thi vương há miệng ra cắn vào người của con bì thi vương này nhưng ngược lại lại bị bì thi vương cắn cho đứt đầu những u quỷ còn lại vẫn tiếp tục dông lên để tấn công nhưng chẳng hề cản được thế tấn công của bì thi vương nhưng lực phòng ngự của thứ này mạnh hơn nhiều so với bì thi trước kia cho dù là bị tấn công Nhưng da thịt đó chẳng bị ảnh hưởng gì Có thể nói rằng Con bị thi vương này đã đạt đến trình độ Mình đồng ra sắt Hơn nữa còn có sức tấn công mạnh mẽ Lấy một địch 30 cũng chẳng hề khó khăn gì Nhưng cũng may Là tôi đã vọt đến được trước mặt của Trương Tử Đào Chỉ cần có thể xử lý tên Trương Tử Đào này Hẳn là có thể thu phục được con bị thi vương kia tôi nghĩ là như vậy đồng thời giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay lên và đâm một nhát kiếm không có bất kỳ điều gì vô nghĩa mặc dù hai chúng tôi là bạn cùng lớp nhưng mà chính ta không đội trời chung một khi đối mặt chỉ có thể rút kiếm chĩa vào nhau mà thôi trước từ đào nhìn thấy tôi đâm kiếm xuống nhưng gã chỉ lạnh lùng cười hình phàm mày vẫn nghĩ tao còn giống như trước đây sao Lời vừa dứt, Trương Tử Đào đột nhiên vứt cờ hồn trong tay lên. Chỉ trong tức khắc, tiếng gió gào thét, một luồng cương khí diệt qua. Tôi nào có dám chủ quan, vội vàng mà né tránh. Nhưng sau khi tôi né tránh, vậy mà có quỷ ảnh màu đen này đến quỷ ảnh màu đen khác chui ra từ lá cờ trong tay của Trương Tử Đào. Ngay khi những quỷ ảnh này xuất hiện, những tiếng gầm ô ô hoặc những tiếng cười hì hì hoặc là tiếng khắc hu hu đàn xen vào lẫn nhau bọn chúng đều không phải là quỷ linh hoàn chỉnh, thậm chí chúng không thể nào tự ngưng tụ được cơ thể của bản thân, chỉ là một luồng ánh sáng màu đen mờ ảo với ý thức không được hoàn chỉnh. Mấy cái thứ này cũng chẳng có gì là hiếm lạ cả. Ở những vùng hoang vu hoang dã hay những nơi như bãi tham ma, linh tinh đều có thể tìm thấy được chúng. Hơn nữa, sức tấn công của chúng cũng không hề mạnh. Tuy nhiên, khi Trương Tử Đạo tiếp tục vẫy cờ không ngừng, số lượng quỷ ảnh trôi ra nhiều đến bất thường. Chỉ trong trước mắt, đã có tới 70 hoặc 80 con trôi ra và số lượng của chúng vẫn còn đang tăng vọt. Dày đặc, nặng nặng, chẳng mấy chốc, Trương Tử Đạo đã bị những luồng ánh sáng đen kia vây quanh. Cho dù cái đám quỷ ảnh này chẳng có tính công kích mấy, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, trong lòng tôi cũng có chút e ngại. Kiến nhiều còn có thể cắn chết được voi Càng đừng nói tới ở đây Có tới gần 100 con quỷ ảnh Tương tử đào nhìn tôi cười lạnh Nhưng trên mặt gã tràn đầy sự dữ tợn Đinh phàm Tao sẽ bắt được mày Sau đó tao sẽ cho mày nếm thử Cái cảm giác Muốn sống không được Muốn chết không xong Hồn phách và xương cốt sẽ bị lẽ kéo ra ngoài Khi mày còn đang sống sờ sờ rồi bị xé nát toang đi. <laughs> Nói xong, Trương Tử đạo chỉ vào tay tôi. Mấy chục con quỷ ảnh đều phát ra tiếng rít gào, rồi lập tức nhào về phía tôi. Nhìn những quỷ ảnh này dày đặc lao về phía mình, trong lòng tôi cũng có chút e ngại. Nhưng việc đã đến nước này rồi, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể cắn răng liều mạng cùng với đối phương. Tôi nắm chặt kiếm gỗ đảo trong tay, lại lần nữa vận chuyển hỏa thiên công, trong nháy mắt, hỏa thiên khí bạo phát ra tôi nắm chặt kiếm cố đào trực tiếp chào đón những quỷ ảnh dày đặc đó quỷ ảnh kêu ô không ngừng liên tục tiến đến từ khắp mọi phía nhưng cái bóng màu đen ấy không ngừng nối tiếp nhau kéo thành một cái đôi hư ảo trong chúng tôi giống y như là nồng nọc nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mắt của chúng thông qua ánh sáng mờ ảo bởi vì chúng là những hồn phách không hoàn chỉnh nên chúng tôi Chúng nó không có cảm xúc hoàn chỉnh gì cả Hoặc là cười Hoặc là khóc Hoặc là phẫn nộ Với sự xuất hiện của nhiều âm thanh khác nhau như vậy Những quỷ ảnh kia vội vã tiến lên Và bao vây quanh tôi Sau đó Một đám quỷ ảnh bưu lên người tôi là như là ong Chúng bắt đầu há miệng Mờ ảo của mình ra Cắn lên người tôi Cũng không có đau lắm Chỉ giống như là bị kim đâm Tôi vẫn có thể chịu đựng được Tuy nhiên sau khi cái đám quỷ ảnh này há miệng ra cắn chúng lại còn hút cả linh lực Trọng cơ thể của tôi thế này thì không được rồi không còn linh lực làm thế nào tôi có thể chuyển đổi thành đạo khí được đây không có đạo khí tôi làm sao mà tiếp tục chiến đấu được đây tôi không có dám lơ là vung thanh kiếm gỗ đào trong tay không ngừng chém vào những chiếc bóng màu đen đang bám lên người của mình Tuy nhiên, số lượng của đám quỷ này quá nhiều, chúng liên tục kêu ô ô, rồi tấn công về phía tôi. Vừa giết một con thì con gác sẽ lập tức xuất hiện, căn bản là không thể nào mà dọn sạch được. Trương tử đào ở đằng xa thì có vẻ rất đắc ý, tay gã lại vất cờ hồn, chỉ huy những con quỷ ảnh đó không ngừng tấn công tôi. Vào lúc tôi đang chật vật chiến đấu, bỗng lão phòng và sư phụ, độc đạo trường chạy về phía tôi, chỉ nghe ba người bọn họ hét lên một tiếng rồi đột ngột tung ra ba lá bùa chú bùa chú vừa mới tung ra hai bên người tôi đã vang lên những tiếng nổ ngay sau đó chỉ nghe thấy ba người bọn họ cùng đồng thanh hô cấp cấp như luật lệnh vừa dứt lời ba lá bùa bay về ba hướng bên cạnh tôi rồi nổ tung những tiếng ầm ầm vang lên sức mạnh của ba lá bùa được kích hoạt chỉ trong nháy mắt một luồng đạo khí cực đại nóng tới cực điểm trực tiếp quét về phía tôi. Những con quỷ ảnh vốn dĩ đang vây quanh tôi cũng cảm nhận được sức mạnh của đạo khí. Tất cả đều hoảng hốt và sợ hãi, liên tục kêu ngao ngao, rồi dần dần tản ra bốn phía. Ngoài ra còn có một số quỷ ảnh đứng khá gần nơi bùa chú đã bị nổ tung, đã lập tức bị nổ đến chết ngay tại chỗ, biến mất không còn thấy tăm hơi sau khi bùa chú bị đổ tôi tạm thời có thời gian để nghỉ tay tiểu phạm con không có sao chứ sư phụ tôi tiến lên một bước mở miệng hỏi con không sao đâu sư phụ chúng ta cùng nhau hợp lực làm thì tên trương tử đào này đi tôi giữ tợn nói rồi nhìn chăm chăm vào trương tử đào đang đứng cách đó không xa trương tử đào lại không đồng ý với lời tôi nói muốn giết tao sao thế mày đã phải hỏi ý của thi vương của tao trước đã Nói xong dưới sự ủng hộ của mấy chục con quỷ ảnh Trương Tử Đào lại phất cờ hồn trong tay lên Chỉ trong tức khắc Con bì thi vương cao hơn 2 mét Đang chiến đấu với những u quỷ Ở phía sau chúng tôi bỗng nhiên gào lên Âm thanh rất mạnh mẽ Mang lại cho người ta cảm giác áp bức vô cùng Hơn nữa Sau khi con bì thi vương gào lên một tiếng Nó không để ý tới những u quỷ Vốn đang chiến đấu với mình Mà nhắm về hướng chúng tôi Mà lao tới nó giống như là một chiếc xe tăng hình người, những ưu quỷ còn lại căn bản không thể nào mà chống đỡ được. Và những con quỷ ảnh như là nòng nọc kia tiếp tục tiến về phía trước. Để ngăn cản những ưu quỷ còn lại tranh thủ thời gian và không gian cho con vị thi vương kia xông lên chiến đấu với chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn. Đồng đạo trưởng nói rằng Xem ra nếu chúng ta không giết chết được con thi vương này Thì muốn giết chết tương tự từ đào sẽ không có dễ dàng đâu Một khi đã như vậy Chúng ta cùng hợp lực để giết chết con thi vương này trước đi Sư phụ quả quyết nói Mà sư phụ vừa dứt lời Đối phương đã vọt lên Tôi chỉ kịp nghe một tiếng gầm Hết sức là chói tai Con bị thi vương cao hơn 2 mét kia Đã giờ móng vuốt lên Lao về phía bên này Tránh ra Sư phụ và độc đạo trưởng cùng đồng thanh Đồng thời bốn người chúng tôi không thút do sự gì Nhanh chóng né tránh ra một bên Chúng tôi vừa mới tránh ra Móng vuốt của con bì thi vương Đã rơi thẳng vào đời chúng tôi Vừa đúng lúc nãy Một móng này đập xuống không chỉ có uy lực cực đại Thậm chí còn mang theo một trận gió Móng vuốt không chạm vào mặt đất Nhưng lại tạo ra được một trận gió Có hình năm cái móng vuốt có thể thấy được con quái vật này mạnh đến mức đáng sợ. Tim tôi đập lên rất nhanh, chúng tôi còn chưa tới cả núi Lăng Nha, đã phải chạm chán với nhiều con quái vật mạnh khủng khiếp như thế này. Nếu thật sự tới được phân đà của đám mắt quỷ tại núi Lăng Nha, vậy cái đám mắt quỷ tại đó còn mạnh đến mức nào đây? Chúng tôi biết chiến đấu như thế này là rất khó, Khó trách ban đầu mộ dung ngôn đã nói Đạo hạnh thấp nhất cũng phải giống như sư phụ thì mới được Như thế thì xem ra Ngay cả khi đã tới cảnh giới như là sư phụ Có lẽ cũng chỉ có thể làm lính hầu Hoặc nhân vật làm nền mà thôi Nếu không phải có hai người như là dạ hinh và lý húc chống đỡ ở đây Tình huống nhất định đã sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi từ lâu rồi Chưa nói tới việc đánh với cái đám yêu đạo đó Miễn là chúng tôi xuất hiện Sẽ không có cơ hội nào để ra tay Chỉ còn một con đường chết Còn con thi Bì thi vương kia Sau khi bị đánh trúng không khí Đã đột nhiên quay đầu lại Rồi một lần nữa giơ móng vuốt tấn công về phía chúng tôi Sư phụ và độc đạo trưởng thấy vậy Thì lần lượt rút kiếm ra Tấn công hai bên hồng của bì thi vương Nhưng ra thịt con bì thi vương này Cứng như là sắt tép Chỉ nghe hai tiếng bang bang vang lên còn da thịt của nó không bị tổn hại chút nào Thậm chí điều này còn chọc giận con vị thi vương Hai mắt của vị thi vương đỏ lên Có vẻ nó đã rất tức giận Nó nhe răng trợn mắt Hung ác nhìn chầm chầm vào sư phụ cùng độc đạo trường Rồi đột nhiên một cái há miệng to lớn ra Lại tiếp tục rít gào ngao ngao nhưng lần này nó gào lên Còn phun ra một luồng thi khí nồng động Luồng khí kia tanh tưởi có người Đến mức khiến ai người thấy cũng cảm thấy buồn nôn. Sư phụ và độc đạo trưởng đứng quá gần, hơn nữa tốc độ của đối phương còn quá nhanh, bọn họ gần như không có nhiều thời gian để phản ứng lại. Kết quả là bị luồng khí này trực tiếp phả vào mặt. Còn chưa chờ hai vị sư phụ kịp phản ứng, con bỉ thi vương kia đã vươn móng vuốt ra, hất bay hai người họ ngã xuống đất. Sư phụ, tôi và lão phong không khỏi kinh hãi, hét lên một tiếng bị thi khí phả thẳng vào mặt rồi lại bị hất ngã xuống đất đây không phải là chuyện gì tốt mà khi sư phụ và độc đạo trưởng đều muốn đứng dậy nhưng vừa mới động đậy hai người đã cảm thấy lồng ngực truyền tới cơn đau nhói ngay sau đó họ đã lần lượt ôm ngực lại liên tục phát ra tiếng khó khăn tuy rằng trên mặt của hai người họ đều có vài niệm để che chắn nhưng hiển nhiên cái luồng thi khí này quá nặng hai người cũng hít phải rất nhiều thi độc Sư phụ của tôi bắt đầu ho kịch liệt, nhưng không chờ sư phụ và độc đạo trường kịp thở dốc, bị thi vương ra tay lên thêm lần nữa. Nó phóng một cước ra rồi đột ngột bay lên, móng vuốt sắc nhọn kia nhắm ngay về phía sư phụ và độc đạo trường đang ho khan mà bổ xuống. Con người của tôi và lão phong bỗng nhiên giãn ra, gần như cùng lúc đó chúng tôi cũng lao tới theo bản năng. Đồng thời chúng tôi giơ vũ khí trên tay lên mà để ngăn cản con bị thi vương kia bổ móng vuốt xuống. Một tiếng phanh trầm vang, tôi chỉ cảm thấy một lực lượng kỳ lạ bao trùm lấy mình. Ngay sau đó tôi hét lên một tiếng đau đớn, cánh tay truyền tới cảm giác tê dại từng đợt. Tình huống của Lão Phong đứng ngay bên cạnh tôi cũng chẳng khác gì, trông cậu ấy cũng có vẻ vô cùng khó chịu. Chỉ xét về sức mạnh, hai chúng tôi không thể nào so sánh được với con bị thi vương này. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được một hai đòn của nó mà thôi. Vì thi vương thấy đòn tấn công của mình bị ngăn cản lại, nó vô cùng phẫn nộ, gầm lên một tiếng, hai tay đó lại dồn sức thêm lần nữa. Sau đó, cả hai người, tôi và Lão Phong, trực tiếp bị đè xuống đất, suýt nữa mất đi đôi tay. Tôi cắn chặt răng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỏa thiên công, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên, tôi muốn phá vỡ thế bế tắc này, mà mặt của lão phong lại càng trầm lại khó nhọc thốt ra vài chữ H hàn hàn tuyết phong mau mau ra đi trong lúc tôi đang cố gắng vận chuyển hỏa thiên công lão phong đã gầm nhẹ một tiếng cậu ấy đang muốn đánh thức phong ca nhờ anh ta giúp đỡ chúng tôi lần trước phong ca đối đầu với tên yêu đạo bảo khánh vương bị tên yêu đạo dùng thực âm cổ đả thương hồn thể trong thời gian này anh ta vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ say mà để tính dưỡng. Hiện giờ chúng tôi đã rơi vào tình huống bất đắc dĩ, cho nên mới phải đánh thức Phong Ca dậy. Lão Phong vừa dứt lời, cơ thể của cậu ấy đã run lên thấy rõ, ngay sau đó, tôi liền cảm nhận được một luồng khí lạnh mạnh mẽ bắt đầu tỏa ra từ trên người của lão Phong. Đồng thời, một bóng người bỗng nhiên hiện lên từ sau lưng lão Phong. Khoảnh khắc bóng người kia bật ra khỏi lưng lão Phong đã nhanh chóng ngưng thành thực thể cuối cùng hóa thành hình dáng của một người đàn ông. Ngoại hình cũng gần giống với Lão Phong, chỉ khác người nọ là hồn thể, không phải là người sống. Người này không phải ai khác, chính là anh trai ruột của Lão Phong, Hàn Tuyết Phong. Ngay khi Phong Ca vừa xuất hiện, anh ta đã nhìn rõ tình hình hiện tại của chúng tôi. Sắc mặt anh ta trầm xuống hừ lệnh một tiếng nói. Cái quái gì thế này? Gọi ông đây ra để chịu chết hả? Nói xong, Phong ca còn tung ra một quyền đánh thẳng vào đầu con bỉ thi vương kia. Con bỉ thi vương kia vốn không có phản ứng gì cả. Sau khi phong ca giáng cho một quyền xuống, nó mới khôi phục lại tinh thần. Nhưng đã muộn rồi, chỉ nghe một tiếng phanh trầm vang. Một đấm của phong ca đã giáng mạnh lên cái đầu cứng rắn của nó. Con bỉ thương kia, bỉ thi vương kia thậm chí còn hét lên một tiếng thảm thiết. Thân thể nó có chút bất ổn. Tôi và Lão Phong cũng nắm lấy cơ hội dùng một lực mạnh mẽ cùng nhau đẩy móng vuốt sắc nhọn của bì thi vương ra. Bì thi vương lùi lại vài bước theo bản năng, có vẻ nó đang rất tức giận, không ngừng phát ra tiếng kêu ngào ngao, giống như hận không thể xé xác chúng tôi ra. Hơn nữa còn bì thi vương này lại lao vào phía chúng tôi. Một cặp móng vuốt giống như là lưỡi hái dơ lên cao, tràn đầy sát khí. Phong ca hừ lạnh một tiếng lập tức lao về phía trước, Thực lực của Phong Ca cũng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Độc Đạo trưởng một chút. Bởi vì lão Phong gần đây đã đột phá, đã đạt tới cảnh giới đạo sư, nên Phong Ca ở trong một cùng một cơ thể, tu vi cũng cao hơn một bậc. Nếu tôi không có nhìn lầm, trình độ tu vi của Phong Ca hiện tại, e rằng đã đạt tới cảnh giới đạo quân rồi đây. Hơn nữa, anh ta còn là quỷ hồn, kỹ năng và tốc độ còn nhanh hơn Bì Ti Vương rất nhiều cho nên Phong Ca tạm thời có thể giữ chân được con Ti vương này, thậm chí còn có thể gây ra sát thương cho hắn. Trong lúc Phong Ca đang đánh nhau với đối phương, tôi và lão Phong vội vã xoay người chạy lại chỗ sư phụ và độc đạo trưởng để xem xét tình hình như thế nào. Hai người bọn họ vẫn đang ho khan khổ khụ không ngừng, giống như đang ho khan vậy rất là nghiêm trọng. Sư phụ, sư phụ, tôi mở miệng nói đồng thời vỗ vỗ lưng cho sư phụ. Sư phụ ho khan không ngừng Cởi bò khăn làm bằng vải niệm ra Sau đó nói Thì, thì khí Thì khí quá đậm, chúng, chúng thì đọc chúng, chúng thì đọc rồi Sắc mặt sư phụ đã tím tái Trong ông ấy rất khó chịu Khi ho thậm chí còn xuất hiện một vệt máu Mà phía bên độc đạo trường Tình hình cũng không có mấy lạc quan Tuy rằng không nghiêm trọng như là sư phụ tôi, nhưng độc đạo trưởng cũng cho rằng khá hơn nhiều là bao. Tôi nghe sư phụ nói hai người họ đã bị trúng thi độc, trong lúc nhất thời không biết phải làm ra làm sao. Nhưng một khi đã bị nhiễm thi độc, thi khí sẽ trực tiếp đi xuống phổi, làm thế nào mà để tiêu độc bây giờ đây? Tôi không có kinh nghiệm về phương diện này, cũng không biết tiếp biết giúp đỡ sư phụ và độc đạo trưởng như thế nào. Liên vội vàng mở miệng hỏi. Sư phụ, con, con nên làm gì đây? Sư phụ đưa một tay lên ôm ngực, ông ấy muốn nói chuyện, nhưng mỗi một lần vừa mở miệng ra, muốn nói một chữ thì lại ho không ngừng lại được. Tôi thì rất rốt ruột, nhưng cũng không có cách nào cả. Dường như cũng may mắn, tình hình bên phía độc đạo trường lúc này đã hồn hơn được một chút. Ông ấy đang cố gắng kìm nén cơn ho lại, rồi vội vàng nói, Gạo nếp, nước nước gạo nếp, trộn, cho chúng tôi cho chúng tôi uống nước gạo nếp thiên thiên đột, hoa cái tử cung ngọc đường trung đình kim dùng kim châm để để trích máu nó ra như một khi đã bị nhiễm độc thì khí sẽ trực tiếp đi xuống phổi làm thế nào bỏ tiêu độc bây giờ đây tôi không có kinh nghiệm về phương diện này cũng không biết giúp đỡ sư phụ và độc đạo trưởng như thế nào liền vội vàng bởi miệng hỏi Sư phụ con nên làm gì bây giờ Sư phụ đưa một tay lên ông ngực Ông ấy muốn nói chuyện Nhưng mỗi một lần vừa mở miệng ra Muốn nói một chữ lại ho khổ khổ Không ngừng dừng lại Tôi rất sốt ruột Nhưng cũng không còn cách nào khác cả Nhưng cũng may mắn Tình hình bên phía độc đạo trưởng lúc này Đã ổn hơn được một chút Ông ấy cố gắng kìm nén lại cơn ho dữ dội Vội vàng nói gạo gạo nếp nước nước gạo nếp cho 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 chúng tôi cho cho chúng tôi uống nước gạo nếp Thi, thiên đột hoa cái tử cung ngọc đường trung đình kim dùng dùng kim chân chích máu đi Độc đạo trường đã kìm nén hết sức để nói ra câu vừa rồi, vừa nói xong mấy câu ông ấy lại bắt đầu khó khăn. Ngay đến đó tôi và Lão Phong không có dám chậm trễ thêm chút nào. Tôi vội vàng lấy số gạo nếp cuối cùng ra, còn Lão Phong ông cũng lấy ra hai cây kim bạc. Lão Phong chính là đệ tử của độc đạo trường, tuy rằng y thuật không thể cao bằng độc đạo trường, nhưng ít nhất việc châm cứu thì cậu ta vẫn có thể làm được. Những nguyệt đạo này đều ở trước ngực, cho nên sau khi lão phong lấy cây kim bạc ra, lập, lập tức bắt đầu châm vào những nguyệt đạo này trên ngực của hai người họ. Nói ra thì cũng kỳ lạ, sau khi kim bạc đâm vào, máu chảy ra từ những nguyệt đạo này không phải là máu đỏ, là máu nâu, máu nâu rõ ràng đó chính là máu độc. Khi lão phong bắt đầu châm cứu, tôi bắt đầu đi tìm nước. Nhưng trên người tôi không có túi nước Nên tôi rất lo lắng Tuy sư phụ và độc đạo trường đã dùng Vài niệm để che mặt Nhưng họ vẫn tiếp tục hít vài thi khí Hơn nữa đây còn là thi khí Của thi vương Tình huống bắt đầu chuyển biến xấu Với tốc độ nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều Chỉ trong trước mắt Hai ông ấy đã hò khàn đến mức Mắt trợn trắng lên Dùng kim châm chích nhau cũng chẳng có mấy hiệu quả họ dường như muốn ho ra cả phổi điều này khó thấy tình huống đã rất nghiêm trọng đi tôi lo lắng nhìn khắp bốn phía ở xung quanh cuối cùng thấy cách đó không xa có một cái mương nơi đó có một ít nước ở trong thấy vậy cả con ngươi của tôi bỗng giãn lớn tôi nói với lão phòng bên cạnh lão phong cậu ở lại đây trông chừng hai vị sư phụ tôi đi lấy, lấy nước đây Nói xong tôi cầm theo kiếm gỗ đào rồi chạy về phía mương nước ở cách đó không xa. Lúc này tôi cũng chẳng buồn quan tâm nước ở trong mương kia có sạch hay không, nếu uống vào hai vị sư phụ có thể bị tiêu chảy hay không nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là loại bỏ được thi độc này. Để giảm bớt nỗi đau giúp cho hai người họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai ông ấy nhất định sẽ hò đến ngạt thờ, thậm chí còn có thể gây ra tổn thương không thể nào chữa khỏi được. Đám quỷ ảnh đang chiến đấu với nhóm u quỷ, ti vương thì bị phong ca kéo chân, còn tám gã yêu đạo kia đang chiến đấu với dạ hình cùng dạ phong. Vì vậy không có ai ngăn cản tôi Tôi cũng nhanh chóng đến được chỗ mường nước Tôi liếc nhìn xung quanh một lượt Thấy tôi lấy một hộp cơm nhựa dùng để một lần vừa kéo là có thể dùng được được nước. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, chỉ là tùy tiện rửa sạch, dùng hộp nhựa múc đầy nước rồi vội vàng quay trở lại. Nhưng tôi chưa kịp bước được hai bước, một bóng người đột nhiên trước mặt tôi. Tôi nhỏ mắt nhìn cỡ hơn, đó chính là kẻ chủ mưu, Trương Tử Đào. Về mặt của Trương Tử Đào rất đắc ý, còn xen lẫn sự hung tợn và kiêu ngạo. Tay gã cầm cờ hồn Bên cạnh còn có mấy chục con quỷ ảnh bảo vệ Tôi nhìn chầm chầm Trên mặt trên môi Lại nở nụ cười quỷ quyệt Hình phàm Mày muốn cứu sư phụ của mày đúng không Vậy phải vượt qua ai của tao trước đã Nói xong Tên khốn này còn dùng ánh mắt khinh miệt Để nhìn tôi Trong ngứa đòn không có bị nổi Bây giờ thì tôi đang vội vàng Làm sao mà có thể chiến đấu với gã được Màu tránh ra Nếu sư phụ của tao có gì bất chắc Mày nhất định phải chết rất tê tạm đấy Tôi lạnh lùng nói Một tay náo chạch thanh kiếm gỗ đào Trương tử đào lại không cho là vậy Ồ oh, Chỉ với một chút cái tu vi của mày có muốn khiến tao phải chết tạm sao Nếu lúc trước đó không phải có lông tuyển chân nhân cản trở Mày đã chết trong tay của tao rồi. Bây giờ lại còn dám sủa bậy trước mặt tao, mày là cái thá gì? Sắc mặt tôi trầm lại, tôi biết dù có nói tiếp thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Thằng khốn này tuyệt đối sẽ không cho tôi đi qua. Một khi đã là như vậy, tôi chỉ có thể chiến đấu mà thôi. Nhưng không chờ tôi đặt nước xuống, Trương Tử Đào đã giơ tay lên, một trận gió lạnh thổi qua người tôi mấy chục con quỷ ảnh lập tức giống như là chó dữ đồng loạt lao lên tốc độ của đối phương rất nhanh có một trong số mấy chục con quỷ ảnh cắn lên cánh tay đang cầm nước của tôi một cơn đau đột ngột ập đến tay của tôi đã buông lỏng tất cả nước đã đổ xuống đất mày tôi lập tức nóng nổi đây là ngọn lửa cứu mạng của hai vị sư phụ đấy. Không quan tâm đến điều gì nữa, tôi lôi cổ con quỷ ảnh kia xuống, dùng kiếm của đạo đâm chết nó rồi ném ra ngoài. Trương Tử Đào cũng không lùi về phía sau, tân mình của gã lóe lên một cái, hai người chúng tôi cũng lao vào đánh nhau. Mấy tháng không có gặp, tu vi của Trương Tử Đào rõ ràng đã tăng lên không ít. Thông qua hơi thở để phán đoán, hòa thiên khí và đạo hạnh trong người tôi đã vận chuyển sắp xong rồi, thậm chí còn tăng lên thời đây. Tuy rằng thu phi của đối phương cao hơn tôi một chút, nhưng hỏa thiên khí của tôi cũng rất mạnh. Về mặt thuộc tính, nó có một khả năng kiểm chế. Khi vừa mới chiến đấu, hai người chúng tôi đều ở thế cân bằng. Sau một hiệp, cờ trong tay của trương thử đạo đột nhiên nhận xuống, mang theo một đường gió lạnh mãnh liệt. Tôi giờ kiếm lên đón, tiếng vũ khí va vào nhau vang lên phanh một tiếng, Trương Tử Đào gầm lên một tiếng, dùng sức ấn mạnh cờ trong tay xuống. Tôi chỉ cảm thấy cánh tay của mình nhói lên, có chút chống cự khó chịu. Trương Tử Đào lại lộ ra vẻ mặt đắc ý. Điên phạm, cơ thể mới này của tao thế nào? Chỉ với cái chút sức lực của mày không thể ngăn cản tao được đâu. <laughs> Nói xong, Trương Tử Đào lại định dùng sức nhưng trong mắt tôi lại toát ra sát khí Tôi lạnh lùng nói Vậy sao Lời còn chưa dứt Tay trái của tôi đã sờ xuống vùng eo Thình linh rút ra một con dao ngâm Ngắn Đó chính là linh đao Linh đao vừa ra khỏi vỏ Đã phát ra một tiếng vèo Nó bay thẳng đến phía cổ của Trương thủy đào Với luồng sát khí và sát khí Khí lạnh này sát khí vô hạn Trương Tử Đào rõ mức đã quá mức quần ngạo và kiêu căng, căn bản là không thể hề để tôi vào trong mắt. tuy rằng không biết thằng khốn này đã dùng cách nào nhưng gã đã được hồi sinh cả máu thịt. hơn nữa thực lực của gã tăng lên không ít. nhưng mà gã sẽ phải trả giá lớn vì đã khinh thường tôi. tôi bất ngờ vung đao trong tay trái lên khiến cho từng đạo cũng thấy bất ngờ. gã chỉ cảm thấy có một đường ánh sáng lạnh đã phóng tới chĩa thẳng vào cổ của mình. Giác mặt của Trương Thử Đào chợt tay đổi trong lòng gã vang lên một tiếng lột bột, chợt nhận ra có điều không ổn. Đồng thời gã rụt cổ lại theo bản năng. Vào lúc đối phương rụt cổ lại, linh đao cũng đã bay dệt qua cổ của gã, trực tiếp tạo ra một vệt máu. Đáng tiếc không thể giết chết được tên khốn này. Trương Thử Đào lộ ra vẻ mặt hoàng sợ, gã vừa mới có được cơ thể này, yêu thích đến nỗi không thể nào mà buông tay được, hiện tại bỗng nhiên lại cảm nhận được sự đau đớn hơn nữa cơn đau này lại truyền tới từ trên cổ làm cho gã vô cùng sợ hãi sợ rằng mình sẽ bị thương hoặc là sợ cơ thể của mình sẽ chết thêm lần nữa vốn dĩ gã đang chiến đấu được thế thượng phong nhưng bây giờ gã lại vội vàng lùi lại không dám tiếp tục chiến đấu với tuổi nữa nhưng ngay lúc đối phương vừa buông tay tôi đã hư lạnh một tiếng rồi rơi chân đá ra một tiếng băng vang lên trực tiếp đá bay vào đá thẳng vào bụng của đối phương chưng từ nào kêu a một tiếng cả người đã bị ngã ngửa ra sau tôi không có chút do dự nào trực tiếp ném thanh kiếm gỗ đào trong tay ra tôi muốn dùng một kiếm để giết chết tên khốn này còn tôi cũng không thể nào chậm chạp thêm một phút giây nào nữa nhanh chóng bước tới và đâm mạnh linh đao trong thầy xuống liên tiếp hai lần chuẩn bị giết chết chân tử đào chân tử đào cũng không ngờ rằng mình đang chiếm ở cái thế thượng phong lại đột nhiên rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này gã cố chịu đựng cơn đau ở bụng và vội vàng né tránh thanh kiếm của đào của tôi hơn nữa gã còn khống chế mấy chục con quỷ ảnh kia nhào về phía tôi âm thanh hô hô không ngừng vang lên gió lạnh cũng thổi không ngừng hơn mấy chục quỷ ảnh liên tiếp lao về phía tôi tôi ném mạnh thanh kiếm của đào ra xuyên qua cánh tay của Trương Tử Đào, nhưng không tạo ra vết thương ở nơi yếu hại nào, chỉ để lại một vết cắt đang dỉ máu. Trương Tử Đào liên tục né tránh, thân hình của gã vẫn không có đứng vững. Loại cơ hội tốt như thế này, tôi tuyệt đối không thể đò bỏ qua. Đối mặt với mấy chục con quỷ ảnh, tức không hề sợ hãi, còn dự định là sẽ vượt qua chúng. Trong nháy mắt, hơn chục con quỷ bám lấy tôi, chúng há to miệng và cắn vào nhiều vị trí trên cơ thể tôi. Gã cố chịu đựng cơn đau ở trong bụng và vội vàng né tránh thành kiếm gỗ đào của tôi. Hơn nữa gã còn khống chế mấy chục con quỷ ảnh kia nhau về phía tôi. Âm thanh hô hô không ngừng vang lên, gió lạnh cũng thổi không ngừng. Hơn mấy chục quỷ ảnh liên tiếp lao về phía tôi. Tôi ném mạnh thành kiếm gỗ đào ra, xuyên qua cánh tay của chân Tử Đào. Nhưng không tạo ra vết thương ở nơi yếu hại nào, chỉ để lại một vết cắt đang dỉ máu Trương Tử Đào liên tục né tránh, nhưng thân hình của gã vẫn không có đứng vững. Loại cơ hội tốt thế này, tôi tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Đối mặt với mấy chục con quỷ ảnh, tôi không hề sợ hãi, còn dự định sẽ vượt qua bọn chúng. Trong nháy mắt, hơn chục con quỷ bám lấy tôi, chúng há to miệng và cắn vào nhiều vị trí trên cơ thể tôi. Những cơn đau ập nhói ập đến, ngay sau đó tôi lập tức cảm giác được cái đám quỷ ảnh này đang hút tinh lực của tôi. Vào thời điểm quan trọng thế này, làm sao mà tôi còn quan tâm đến bọn nó chúng được chứ? Tôi tung người nhảy lên, nhìn thấy Trương Tử Đào vẫn đang lào đào không có đứng vững, tôi trực tiếp gầm lên. Trương Tử Đào, đi chết đi! Nói xong, tôi đâm linh đao trong tay xuống. Trương Tử Đào vô cùng sợ hãi, giờ phút này gã đã không còn đường lui nữa, cũng không thể né tránh. Gã giờ cở hồn lên theo bản năng, muốn dùng thứ này để ngăn cản tôi. Nhưng mọi hành động của gã đều được thực hiện một cách vội vàng. Trước khi gã có thể dơ được cờ hồn lên, tôi đã hạ linh đào xuống, đâm trực tiếp vào ngực phải của đối phương. Trương Tử Đào hét thảm một tiếng, gã dơ một tay lên, đỡ lên linh đào. Phòng ngừa tôi tiếp tục đâm thêm một đào xuống. Linh đào sắc bén thị thường, Trương Tử Đào mới vừa nắm lấy linh đào, máu tươi đã trào ra. Tôi nhìn bạn học cũ này với khuôn mặt đằng đằng sát khí, không ngờ hôm nay chúng tôi lại rơi vào thế cục anh sống tôi chết như thế này. Tôi tăng sức mạnh, tiếp tục hướng mũi linh đao đâm về phía ngực của gã. Trương Tử Đào lại hét tạm lên một tiếng, đồng thời gã cảm thấy sức lực của mình đang bị linh đao hút đi như thủy triều. Tuy nhiên gã không có phản ứng gì nữa, tám tên yêu đạo mặc đồ đen đang chiến đấu với dạ hình và Lý Húc từ xa đến chú ý tới chỉnh tình hình của chân tử đạo bên này. Nhìn thấy tôi dùng dao găm đâm vào ngực phải của chân tử đạo, tất cả bọn chúng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi. Tám người cùng đồng thanh một lời thiếu chủ, vốn dĩ bọn chúng đang chiến đấu rất hăng hái, thế nhưng lúc này đều không màng tất cả, đồng loạt xoay người vọt về phía tôi đang đứng. Nhưng dạ hình cùng Lý Húc nhất định phải chiến đấu với đám người này cho đến cùng, cả hai đều cùng rơi vào cái thế giảm co. Ai lui, kẻ đó sẽ rơi vào thế hạ phong và hứng chịu đòn chí mạng. Lúc này, tám tên yêu đạo đã bất chấp hết tẩy, hoàn toàn lui hết về phía sau, dường như chúng đều muốn bỏ cuộc chiến với Lý Húc và Dạ Hinh. Điều này đối với Lý Húc và Dạ Hinh mà nói chính là một cơ hội lớn trời cho, Hai người họ đều có đạo hạnh cao thâm, đương nhiên là sẽ không chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này. Họ nhắm ngay vào lúc đối phương quay người lại, chuẩn bị tiến về phía tôi mà ra tay. lấy Húc và Dạ hình trợn to mắt, lần lượt phát hiện ra điểm sơ hở, đồng thời cùng nhau ra tay. Hai thân hình chật đoé lên, một luồng quỷ khí khổng lồ cồn cuộn dâng trào, mất đi sự phối hợp, đám yêu đạo này đều một lòng muốn rút lui nhưng chỉ qua mấy hiệp đấu, Dạ Hinh và Lý Húc đã bất ngờ giết chết được hai tên. Một người đã bị Lý Húc dùng một trường đánh chết, một người bị Dạ Hinh đâm chết từ phía sau. Có thể nói đều là những cái chết rất bổ nghĩa. Tám tên điều đạo này vốn đã có thể miễn cưỡng ngang tay với Lý Húc và Dạ Hinh. Những lúc này, hai tên đã bị trực tiếp giết chết. Thực lực của chúng đã lập tức giảm xuống còn một nửa. Muốn tiếp tục ngăn cản thế tấn công của Dạ Hinh và Lý Húc, chỉ là không có khả năng. Nhưng cho dù 8 tên điêu đạo này đã chết mất đi hai tên, nhưng 6 tên còn lại vẫn đủ thời gian để chúng chạy về phía tôi cứu viện cho Trương Tử Đào. Trong lúc Trương Tử Đào còn đang rằng co với tôi, tôi cũng phát hiện ra nguy hiểm, nhưng tôi có chút không cam lòng. Nếu mà bây giờ tôi từ bỏ, nhanh chóng mà lùi lại, cái mạng chó của cái tên Trương Tử Đào này nhất định sẽ được bảo vệ nhưng nếu tôi vẫn tiếp tục lãng phí thời gian với gã, chờ đến khi sáu tên yêu đạo chạy đến đây, tôi chắc chắn sẽ phải chết. Bởi vì tôi không phải là đối thủ của những tên yêu đạo này, tu vi của bọn chúng đều rất đạt tới cảnh giới đạo tông, sức lực hơn người. Lão Đình, chạy mau! Phong Tuyết Hàn che chở cho sư phụ và độc đạo trường, vội vàng mở miệng, thỉnh thoảng cậu ấy còn giúp đỡ Phong Ca đánh lại con bỉ thi vương kia. Bởi vì động tác của Phong Ca nhanh nhẹn dị thường, hơn nữa anh ta còn phát hiện ra nhược điểm của Bì Thi Vương chính là ở rốn. Bởi vậy, cho dù thực lực tổng thể của Bì Thi Vương có cao hơn Phong Ca, thì vẫn đã bị anh ta sách cổ lên mà đánh cho tơi bời. Cứ theo tình hình như thế này, việc Bì Thi Vương bị đánh chết chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Tiểu, tiểu phạm, tiểu phạm. Sư phụ lại ôm ngực, ông muốn lên tiếng nhắc nhở tôi, nhưng thân thể lại quá khó chịu. Vừa mới gọi tên tôi mà sư phụ đã ho không ngừng. Tôi nhìn chằm chằm chân thử đào bên dưới, hùng hăng chừng mắt với gã một cái. Tôi cắn chặt răng, đột nhiên rút linh đao ra, rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, tôi lợi dụng linh đao trong tay mà chém chết sạch toàn bộ hơn chục con quỷ ảnh đang bám ở trên người của mình. Khi tôi vừa mới lùi về phía sau mấy bước, sáu tên hiệu đạo kia đã lập tức xuất hiện, chắn trước mặt của chân tử đào. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Dám làm, thiếu chủ của bọn tao bị thương, mày chịu chết đi. Sáu tên điều đạo vô cùng tức giận, tên nào cũng rít gào lên. Hai trong số sáu tên đó còn lao về phía tôi, muốn lấy mạng của tôi. Trương Tử Đào ôm lấy vết thương đang chảy máu trên ngực của mình trầm mặc nói: quay, quay lại. nhưng mà thiếu chủ. Hai tên yêu đạo nọ thì không cam lòng, nhưng Trương Tử Đào lại rất kiên quyết. Gã cũng có để ý tới Lý Húc và Dạ Hinh đang tiến về phía này. Gã không chút do dự mở miệng nói: Chúng ta đi. Nói xong Trương Tử Đào vung cả hồn lên, chỉ trong tức khắc một luồng sương đen cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện, lập tức bao quanh người bọn chúng. Lý Húc và Dạ anh cũng đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, hóa thành hai bóng kiếm bắn thẳng vào màn sương đen. Chờ đến khi làn sương đen kia tản ra lần nữa, bóng dáng của sáu tên yêu đạo kia và Trương Tử Đào đã biến mất đâu rồi. Chỉ để lại Lý Húc và Dạ Hinh đứng ngây người tại chỗ. Khi màn sương đen biến mất, Trương Tử Đào và sáu tên yêu đạo kia đã lợi dụng thuật độn thổ để chạy trốn lúc này ở thị trấn nhỏ đã không còn bóng dáng của bọn chúng đâu. Lý Húc và Dạ Hinh cũng không khỏi hư lạnh một tiếng sau đó. Chúng tôi cùng hướng mắt về phía Bì Thi Vương đang kêu ngào ngào ở trước mặt. Bì Thi Vương đánh nhau với Phong Ca, móng vuốt của nó không ngừng bổ xuống, hòng muốn ché rách Phong Ca. Nhưng động tác của Phong Ca quá nhanh, Bì Thi Vương còn chẳng chậu, chạm nổi một sợi lông của anh ta. Đấy vậy tôi cũng chuẩn bị tiến lên để giúp đỡ Phong Ca tiêu diệt con quái vật này. Nhưng tôi còn chưa kịp động thủ, Lý Húc đã bỗng nhích người rồi hóa thành một luồng ánh sáng vọt về phía trước. Chờ đến khi tình hình bóng của anh ta xuất hiện lần nữa thì đã tới trước mặt con bì thi vương kia rồi. Cùng lúc đó, anh ta đột nhiên giơ tay lên. Tôi chỉ kịp nghe tiếng phanh trầm vang, Lý Húc đã giáng một trường lên ngực của bì thi vương con vị thi vương kia không kịp né tránh đã hứng chọn một trường của lý húc một tiếng thảm thiết vang lên toàn bộ cơ thể của vị thi vương đổ xuống nền đất trên ngực của nó xuất hiện một vết tóm sâu khí đen không ngừng thoát ra khỏi miệng vị thi vương vị thi vương động đậy vài lần rồi sau đó nằm im không nhúc nhích nữa nó cứ như vậy mà tắt thở sau khi vị thi vương chết đi phần thân xác còn lại của nó cũng dần dần tiêu tán cơ thể trực tiếp sụp đổ, cuối cùng cũng hóa thành một tấm da lỏng lẻo. Nhìn thấy cảnh này, tất cả chúng tôi đều không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Sức mạnh, đây chính là sức mạnh. Lý Húc này không hổ là quỷ tu có thể sánh ngang ngửa với giả phong, sức mạnh lớn vô cùng, chỉ dùng một trường mà đã có thể giết chết được cả thi vương. Hơn nữa một trường này anh ta tung ra nhẹ như bẫng, vậy mà còn có thể trực tiếp tiêu diệt được đối phương. Hiện giờ trước tử đạo và đám yêu đạo kia đã chạy trốn, còn bì thi vương cũng đã bị giết chết. Còn về phần những con quỷ ảnh kia, chúng càng sợ hãi hơn chúng tôi, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ô ô, sau đó liền tản ra từ phía. Chỉ trong nháy mắt, những con quỷ ảnh đó lập tức biến mất tâm khỏi thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ này đã khôi phục lại dáng vẻ bình lặng, thì khí vốn đã tràn ngập khắp nơi, này cũng dần dần biến mất. Dựa theo tốc độ này, không quá hai tiếng nữa, thì khí ở nơi này sẽ tàn hết sạch. Nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Sư phụ và độc đạo trưởng còn đang chờ để tiêu độc. Bởi vì tất cả số nước lấy được lúc nãy đều đã đổ hết ra đất. Lúc này tôi chỉ đành lại quay lại cái mương nữa để múc lấy nước. Chờ đến kia tôi quay trở lại chỗ của sư phụ và độc đạo trường thì cả hai vị sư phụ đều đã ngất đi rồi. Động đạo trưởng còn đỡ được một chút, ít nhất thì sắc mặt của ông ấy cũng trông vẫn còn ồn. Còn sắc mặt sư phụ tôi thì đã tím tái lại, miệng còn thui bọt mép, dường như ông ấy sắp không có chống đỡ nổi được. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Tôi thấy sư phụ như vậy, trong lòng tôi vang lên một tiếng lột bộp. Tôi vô cùng sợ hãi, sư phụ sẽ xảy ra chuyện bất chắc gì sao? Tôi từ nhỏ đã cô cút không nơi nương tựa là sư phụ đã nhận nuôi tôi. Hai chúng tôi đã sống nương tựa vào nhau hơn 20 năm trời. Chẳng may sư phụ có mệnh hệ gì, tôi thật sự không biết phải đối mặt với sự thật như thế nào đây. Sư phụ, sư phụ, người, người cố chịu đựng một chút đi. Cố gắng, cố gắng lên, con, con lập tức tiêu độc cho người ngay. Giọng điệu của tôi trở nên rất vội vàng, tôi cũng mau chóng lấy chút gạo nếp còn rót lại ra, hòa vào nước mà để lấy được nước gạo nếp trong thời gian ấy lão phong và phong ca cũng đã chạy tới bên này khi nhìn thấy tình hình của sư phụ của tôi và độc đạo trường hai người họ cũng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi giống y hệt với tôi tuy nhiên lão phong không hề đứng ngốc một chỗ mà là trực tiếp tiến lên nâng người có tình trạng nghiêm trọng hơn là sư phụ tôi lên cậy miệng ông ấy ra rồi vội vàng nói Lao đình, mau lên Hàn tuyết vong, anh mau đi lấy thêm chút nước tới đây Tôi không dám tiếp tục chậm trễ Rót hết nước gạo nếp vào trong miệng của sư phụ Phong ca cũng không để ý tới giọng điệu của lão Phong Anh ta xoay người một cái Rồi bay về phía bường nước nhỏ Sư phụ thì đã hôn mê Rất khó rót nước gạo nếp vào trong miệng ông ấy Phần lớn nước, nước đều chảy ra bên ngoài Sau khi đỡ sư phụ uống một nửa số gạo nếp Chúng tôi quay sang bón cho độc đạo trưởng nuốt chỗ nước còn lại. Nói một cách tương đối, độc đạo trưởng uống được nhiều nước gạo nếp hơn sư phụ tôi. Tiếp sau đó, chúng tôi cứ không ngừng rót nước gạo nếp vào trong miệng của hai vị sư phụ. Lý Húc và Dạ Hinh cùng với những u quỷ còn lại cũng mau chóng tiến về phía chúng tôi. Lý Húc và Dạ Hinh lập tức cùng nhau ra tay. Họ liên tục truyền chân nguyên trong người vào lưng của hai vị sư phụ, lấy cách này để khắc chế sự phát tác của thi độc. Đối với hành động của Lý Húc cùng với Dạ hình cả tôi và Lão Phong đều cảm thấy vô cùng cảm kích. Nhưng lúc này, không phải là lúc tích hợp để chúng tôi nói lời cảm ơn với hai người nọ. Chúng tôi vẫn tiếp tục giúp hai vị sư phụ uống nước gạo nếp, ước ừ chừng hơn 5 phút sau, cuối cùng cũng đã có phản ứng. Độc đạo trưởng run lên, dường như toàn thân ông ấy đều đang run dày. Sư phụ, sư phụ! Lão Phong liên tục gọi độc đạo trường, nhưng độc đạo trưởng vẫn không đáp lại, lời gọi của cậu ấy, mặc dù ông ấy cũng đã tỉnh lại và mở mắt ra. ngay sau đó, độc đạo trưởng đột nhiên há miệng, một tiếng bắt đầu mà nôn bừa, liên tục mấy tiếng, độc đạo trưởng không chỉ đã nôn hết đồ ăn trong bụng ra, mà còn nôn ra cả mấy ngụm máu tươi, những ngụm máu đó đông lại và tỏa ra mùi xác thối tanh tươi. không chỉ có như thế, mỗi một lần độc đạo trưởng nôn ra, ngay cả lỗ mũi ông ấy cũng lọt ra những tia khí màu đen. Độc đạo trưởng nôn mửa xong Những tia khí màu đen cũng đã xuất hiện Tuy nhiên sau đó Sắc mặt của độc đạo trưởng đã dần dần trở nên khá hơn Đừng, đừng lo lắng vì, vì sư không có việc gì đâu Độc đạo trưởng mở miệng Nói với lão phòng Nhìn thấy tình trạng của độc đạo trưởng đã trở nên tốt hơn Trong lòng mọi người đều xuất hiện một chút vui mừng Tuy nhiên Khi tôi nhìn thư phụ mình Trong lòng tôi lại thấy chiếu nặng vì sao tình huống sư phụ vẫn chưa có chuyển biến gì đây? Rõ ràng sư phụ chống đợt sâu hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, sư phụ thật sự có thể gắng gượng được hay sao? Lòng tôi thấy buồn chồn nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm mà cầu nguyện. Khoảng 2 phút sau, tình hình của sư phụ rốt cuộc cũng xuất hiện sự biến hóa. Sư phụ đột nhiên bắt đầu nôn mừa, mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Thấy sư phụ đã bắt đầu nôn mừa, tôi vội vàng vỗ nhẹ vào lưng để giúp cho sư phụ khi máu đen được phun ra và một luồng khí đen tràn ra từ lỗ mũi của sư phụ tình hình của ông ấy cũng có chút chuyển biến tốt đẹp hơn nhưng tình hình hiện tại sư phụ vẫn khá là lạc quan sư phụ người người cảm thấy thế nào tôi lấy tiếng hỏi lão đình nôn xong rồi chứ không có việc gì nữa đâu độc đạo trưởng cũng lên tiếng vẻ mặt của sư phụ cũng lộ ra vẻ mệt mỏi thi thoảng còn ho lên một tiếng ờ uh, ờ uh còn ổn hẳn hẳn là hẳn là không không có chết được đâu <laughs> lao đình lần này chúng ta quả thật ra quân chưa có mà mà thân đã thác rồi chúng ta còn chưa tới cả núi làng nhà mà đã tan tác hết cả rồi quãng được tiếp theo e là hai cái lão già chúng ta không thể đi tiếp được nữa đau đa trường thở hồn hển còn có chút tự diễu Sư phụ cũng cười cười Không có lên tiếng Sư phụ đọc tiền bối Hai người cứ ở đại đây mà nghỉ ngơi cho tốt đi Chuyện còn lại cứ giao cho chúng con làm Tôi lập tức trả lời độc đạo trường Độc đạo trường và sư phụ Cũng nhìn về phía tôi Ờ ừ, đi đi Đồng thời Lý Húc cũng đã mở miệng nói Thời gian không còn sớm Đinh công tử chúng ta mau khởi hành thôi Tôi cũng biết tầm quan trọng của việc vây đánh vân đà của đám mắt quỷ tại núi Lăng Nha lần này. Nếu có thể nhổ được cứ điểm này thì sự an toàn ở nơi này có thể giữ được gì? Nhưng nếu chúng tôi không thể nhổ được cứ điểm tại núi Lăng Nha, nó nói không chừng sẽ xuất hiện thêm rất nhiều thị trấn nhỏ như thế này. Sư phụ và độc đạo thường đều đã tỉnh lại, tuy rằng còn mệt mỏi, suy yếu, nhưng hẳn là không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Tôi lướt nhìn sư phụ có mấy phần không đỡ mà sư phụ lại yên lặng chịu đựng sự ăn mòn của thi độc, cố tỏ vẻ và nói chuyện vui vẻ với người khác, rồi gật gật đầu thật mạnh với tôi một cái, bảo chúng tôi là mau mau, tranh thủ thời gian mà lên đường đi. Lúc này thấy sư phụ gật đầu với mình, tôi cũng không do dự thêm nữa. Tôi quay đầu lại với mấy người Lý Húc cùng với dạ hình. Lý Huỳnh, dạ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lý Húc và Dạ Hinh cũng ừ một tiếng. Sau đó tôi nghe thấy Lý Húc quay người nói với những u quỷ còn lại. Đi, chúng ta cùng tới núi làng nhà, tụ họp với mọi người. Nói xong Lý Húc vất tay lên, dẫn đầu mấy chục u quỷ rời đi. Dạ Hinh thấy Lý Húc đã rời đi, cũng không có chần chờ gì nữa, nhanh chóng đuổi theo anh ta. Tiểu Phạm, Tiểu Phong, các con cũng đi đi. Chúng ta không có sao đâu, các con đừng có lo lắng cho hai ông già này nữa. Sư phụ nói tôi với Lão Phong. Đúng vậy, hai đứa mau đi đi là một người trừ tà. Các con hãy làm chuyện mà những người trừ tà nên làm đi. Độc đạo trường cũng mở miệng nói. Tuy tôi và Lão Phong đều có chút không nỡ, rốt cuộc thì sư phụ của chúng tôi đều đang bị thương. Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, không phải là lúc cho chúng tôi do dự không quyết đoán. Tôi và sư phụ không thể dừng lại. Sau khi nói vài câu tạm biệt với hai vị sư phụ, hai chúng tôi nhanh chóng xoay người rời đi, đuổi theo hướng Lý Thúc và Dạ Hình đã đi trước. Còn về phần Phong Ca, đương nhiên là cũng đi theo bên cạnh hai người chúng tôi. Nhưng Phong Ca vẫn chưa nắm rõ được tình hình hiện tại. Sau khi rời khỏi thị trấn nhỏ, chúng tôi bèn kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe. Lần trước tại núi Lăng Nha, Phong Ca cũng được ăn no bụng. Cho nên, khi nghe chúng tôi nói muốn tập kích bất ngờ vân đà núi làng nhà của cái lũ mắt quỷ cũng đã lập tức tập hợp đủ lực lượng trong anh ta có vẻ là rất hưng phấn sau đó chúng tôi đã tăng nhanh tốc độ tiếp tục di chuyển về phía núi làng nhà nhưng đương nhiên là tốc độ của chúng tôi không thể nào so sánh được với tốc độ của lý húc và dạ hình và mấy u quỷ kia được bọn họ đều là quỷ trong khu rừng rậm rạp này, họ gần như có thể làm lơ hết tất cả những trở ngại của địa hình. Hơn nữa, càng tới gần núi Lạc Nha, sương mù lại càng nhiều. Sau khi đuổi theo họ nửa tiếng đồng hồ, hai người một quỷ chúng tôi đã mất dấu bọn họ. Nhưng đây chẳng phải là vấn đề gì lớn lao, chúng tôi đều đã nhớ được phương hướng và đường mòn ở đây, cũng không đến mức là sẽ bị lạc đường. Tốc độ của chúng tôi lần này nhanh hơn lần đầu tiên đến núi Lạc Nha, vì vậy, sau khi bước vào trong màn sương mù, chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tiếp cận đỉnh núi chính của núi Làng Nha. Đỉnh núi này trông giống như là nanh sói, cũng giống như là một chiếc loan đao hiện ra sừng sững ở trước mặt của chúng tôi. Tại nơi này, khắp mọi phía đều có mùi quỷ khí và thi khí nồng đậm. Hơi nữa càng đi vào sâu, mùi này càng nồng. Tôi nhìn thời gian, lúc này đã qua 12 giờ đêm, Thời gian tấn công dự tính của chúng tôi cũng gần vào thời điểm này, nhưng mà chúng tôi lại không biết đám người bộ dung ngột đang ở đâu. Không còn cách nào khác, tôi, lão Phong cùng với Phong ca chỉ có thể tiếp tục đi đến tiếp cận núi Lăng Nha. Chúng tôi muốn đi vào núi Lăng Nha thông qua con đường nhỏ bí mật lần trước, rồi lần nữa tiến vào bên trong khe núi. Cho dù mọi người có tiến công khi nào, chúng tôi hẳn đều có thể đuổi kịp. Chúng tôi tính toán một chút, đi như vậy tốc độ của chúng tôi cũng nhanh hơn. Nhưng khi chúng tôi vừa đi vào một bụi gai tùng, còn chưa kịp tiếp cận vách đá kia, bên ngoài phía núi Lăng Nha bỗng nhiên vang lên một tiếng trung trầm vang. Âm thanh rất to lớn, truyền vang khắp cả dãy núi. Ba người chúng tôi vừa nghe thấy âm thanh này đều vô thức quay đầu nhìn về hướng thanh âm truyền tới, chính là hướng đông ngay sau khi âm thanh này xuất hiện không bao lâu hướng chính đông bỗng nhiên bùng phát ra một luồng âm khí và hàn khí mạnh mẽ luồng khí này giống như là một cơn lốc xoáy từ hướng chính đông trực tiếp quét tới rồi tan đi rất nhiều sương mù ngay khi chúng tôi cảm nhận được luồng khí lạnh này đã không kìm được mà dùng mình một cái đây là âm khí âm khí rất mạnh nếu chúng tôi đoán không sai e rằng đây chính là tín hiệu bắt đầu tấn công của phe chúng tôi vừa mới đi tới nơi đó chúng tôi đã nghe thấy tiếng la hét thấp thoáng chuyển tới từ hướng chính đông âm thanh không lớn nhưng nghe kỹ thì chúng tôi có thể khẳng định rằng phe chúng tôi đã bắt đầu tấn công lên núi nhưng khoảng cách hẳn là khá xa chỗ chúng tôi hơn nữa còn có sương mù che đậy cho dù có dùng là thiên nhãn thì cũng vô dụng tôi căn bản là không thể nhìn thấy tình huống chi tiết cũng không thể biết được thời gian và cảnh tượng chiến đấu ở bên đó hít vào một hơi thật sâu tôi cảm nhận được cái lạnh trong không khí ngay sau đó lập tức nói với lão phong và phong ca ra tay rồi chúng ta cũng nhanh chân lên vào trong núi càng sớm càng tốt nó không chừng còn có thể trong ứng ngoại hợp đấy mùa nội nói chứ đúng thật là kích thích cơ mà máu trong người tôi đều đã sôi lên rồi đây này phong ca nóng lòng muốn thử nhìn dáng vẻ đó có lẽ đã rất muốn đánh nhau lắm rồi lão phong thì tương đối bình tĩnh chỉ gật đầu với tôi một cái ngay sau đó, ba người chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Phong ca là quỷ, cho nên anh ta có thể tự nhiên đi qua những bụi gai tùng, còn đi trước dò đường và bảo vệ cho tôi và Lão Phong. Tôi và Lão Phong tập trung đi về phía trước, nhưng chúng tôi chỉ đi về phía trước được tầm 10 mét. Đám mắt quỷ bên núi Lăng Nha cũng bắt đầu có động tĩnh. Đột nhiên, thi khí ở trong núi tăng lên, sát khí ngập trời, luồng khí kia nặng nề quét ra từ những ngọn núi theo sau đó là tiếng chuông vọng ra từ trong núi âm thanh rất lớn trên khắp cả dãy núi sau khi tiếng chuông vang lên tiếng gầm giống như là tiếng kêu giã thú cũng đã xuất hiện âm thanh ồn ào lại xuất hiện liên tiếp với nhau như thể hàng trăm con giá thú cùng nhau thức tỉnh đã tới nơi này tôi biết rất rõ những tiếng gầm giống kia đại diện cho cái gì mà những tiếng gầm giống ấy là của đám yêu đạo quỷ nô và thi đô của tà giáo mắt quỷ bên trong núi làng nha này chính là một thường chế tạo vũ khí nhưng mà những thứ được bọn chúng chế tạo ra đều là những con rối như là cương thi hoặc lệ quỷ cho người khác để sử dụng những con rối này chỉ có bản năng chiến đấu chỉ chỉ biết chịu sự khống chế của pháp ấn dò đám yêu đồ mắt quỷ tạo ra hung ác vô cùng sau khi bộ dung ngôn chết trong hơn 100 năm cũng đã bị biến thành một con rối chỉ biết chiến đấu y như vậy. Cô ấy đã bị bọn mắt quỷ bắt làm nô lệ, kiểm soát hơn 100 năm. Hiện tại chính là bước đầu tiên trong cuộc đấu tranh của cô ấy và là bước quan trọng nhất. Sau khi những tiếng gầm rú rất hiện, những âm thanh ô ô liên tiếp cũng vang lên. Tuy không rõ ràng, nhưng vẫn rất dày đặc. Âm thanh này hẳn là do đám quỷ nô phát ra, đây hẳn là do đám yêu đạo mắt quỷ đã huy động quỷ nô với quy mô lớn để ngăn cản bước tiến của phe chúng tôi. Trong lòng tôi không khỏi lo lắng, tiếp tục bước nhanh hơn, tiếng gạo giống và âm thanh đánh nhau không ngừng vang lên, tiếng la hét và tiếng kêu cũng chưa hề dừng lại. Nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi tới chỗ vách đá đó. Chỉ cần vượt qua nơi này, chúng tôi có thể nhìn thấy được tình hình bên trong ở khe núi làng nhà phong ca nhìn lướt qua rồi trực tiếp bay lên tốc độ của anh ta cực cực nhanh phong ca nhìn quanh đỉnh núi vài lần sau đó nói với hai người chúng tôi đang đứng ở bên dưới an toàn mau trèo lên sau khi tôi và lão phong nhận được đáp án nào có dám chậm chế nữa chúng tôi vội nắm lấy hai thân dây leo lớn ở rìa vách đá bắt đầu trèo lên phía trên tốc độ của hai người chúng tôi cũng rất nhanh chẳng mất bao lâu chúng tôi đã trèo lên trên đỉnh núi Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 94 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.